Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Pixelmon. Và sau một khoảng thời gian rất là lâu rồi thì cuối cùng trong ngôi làng của mình cũng đã có người giao một cái nhiệm vụ đỏ ha. Hồi nãy thì mình thấy còn lan bản đâu gần nhà mình nè. Ủa? Không phải bác này. Đâu ấy nhờ? Ủa? Nãy mình mới thấy mà. Ui, đừng nói trốn rồi nha. Đằng kia cũng không phải luôn. Hả? Hay. À đây. À, thì ra đi trốn hả? Để coi bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của mình sẽ liên quan tới vấn đề gì đây. Để mình nhận trước cái đã. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm luôn ha. Ui, nhiệm vụ này có tên là The Forest Guardian. Mình cần phải chế tạo trước 5 cái quả level ball hả? À, cái này thì được nè. Nhưng mà trước khi chế tạo cái level ball thì để mình đánh boss Raudan gần nhà trước cái đã. Gần nhà có boss nên mình tranh thủ xơi luôn boss ý nhờ. Trước tiên thì mình sẽ cho Necroma về dạng Ultra trước đi ha. Tỷ thí với Raudan Ultimate coi. Coi kèo này ai sẽ thắng á. Ui. Ái chà chà, căng vậy. Raudan tính nóng vậy. Được, Raudan tính nóng vậy mình đưa Kiora vô. Dám tính nóng võ công cao hả? Này thì tính nóng võ công cao nè. Cứ để mình phải đưa cái em Kiora. Phát Ball. Mở đầu ngày hôm nay là chúng ta có luôn một quả Phát Ball. Trời, nhân phẩm rồi. Nhờ Kyure gánh tem mà chúng ta lại có thêm một quả platform rồi ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với cái nhiệm vụ của mình ha. Là làm 5 quả kiểu như là level ball. Mình sẽ chuẩn bị nút dưới phần đế trước đó đã. Còn phần nắp thì đang đập ngoài này. Được 2 cái đó nè. Cái này là cái thứ 3. Và bên đây thêm 3 nữa là đủ. Giờ thì chế tạo thôi. Level ball. Bùm. Xong. Và tiếp theo thì mình cần phải kiểu như là trở lại Kurt hả? Mình cần phải tìm gặp Kurt hay sao này? Đâu? Kurt đâu? Trong này à? Ủa? À đây. Đưa level ball. Mình chế tạo level ball rồi mà. Cái gì? Rồi sao kêu người ta chế tạo level ball rồi bây giờ lại bảo đây không phải là bóng chứa mà cái người này tìm kiếm là sao? Không hiểu luôn á. Kỳ vậy, hay là mình phải để 5 trái riêng biệt nhờ. Để mình thử coi. À gì mấy triệu nè. Thì ra là phải đưa đúng 5 quả thì mới nhận à, khó tính thiệt sự. Tiếp theo thì mình sẽ chế tạo 5 quả friend ball. Ui, hình như bây giờ chuyển sang cái nhiệm vụ chế tạo bóng chứa Pokemon hay sao rồi. Thôi kệ, không sao hết. Thà là nhiệm vụ chế tạo bóng chứa còn hơn là nhiệm vụ đi bắt chim cũng như là đi đánh chim á. Mình ngán ngẩm cái vụ mà bắt chim với đánh chim lắm rồi. Ngoài này có boss Manetric. Được, lần này thì chắc phải đưa Necroma của mình vô thôi. Hồi nãy là nháp thôi ha. Thử một hit này coi. Cũng hung dữ đấy, Manetric cũng hung dữ đấy. Nhưng mà cho anh xin nha. Rồi, kết liễu Manetric. Và chúng ta sẽ có thêm một viên đá Z hệ rồng. Hôm nay mình gơi ra đá Z hệ rồng hơi nhiều rồi đó nha. Rồi, nãy giờ cái phần bóng chứa đập tới đâu rồi? À, xong rồi ha. Giờ lấy ra và chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo tiếp thôi. Bữa nay không biết là chế tạo mấy loại bóng chứa đây. Mình chỉ cần 5 thôi. Mình sẽ chế tạo đúng 5 quả ha. Rồi sau đó đưa cho Kurt tiếp. Kurt núp trong đây rồi nè. Đưa bóng nè. Rồi, tiếp theo thì mình cần chế tạo 5 cái lure ball. Lure ball hả? Lure ball. À, là cái quả bóng chứa để tăng tỷ lệ bắt Pokemon từ việc câu cá hả? Ok. Không biết ngoài lure ball ra thì Kurt chuẩn bị cần cái loại bóng gì đây. Rồi, trả lure ball cho nè. Rồi luôn. Tiếp theo là moon ball. Vậy là mình đoán đúng rồi ha. Lần này người giao nhiệm vụ đỏ là người kiểu như là thử thách cái khả năng chế tạo bóng chứa của mình á. Còn bây giờ thì đưa mấy cái quả bóng này cho người giao nhiệm vụ trước cái đã. Tiếp theo là cần 5 quả Heavy Ball. À, cái này thì không cần chế tạo đâu. Đây mình có luôn. Có sẵn nên không cần phải chế tạo ha. Rồi đưa coi có chịu không. Nè. Không chịu à. Trời, bắt buộc phải chế tạo những quả bóng mới toanh luôn cơ. Quả bóng mà mình xài một thời gian rồi, cái người giao nhiệm vụ không chịu. Khó tính dữ không biết nữa. Áo đỏ chứng tỏ khó tính à. Ừ, và quên nữa, để vô coi mấy cái chuông của mình tới đâu rồi ta. Ngày mới rồi. Ôi, vẫn chưa phát sáng nữa. Ai, không biết khi nào cái chuông mới kêu len keng rồi phát sáng cho mình nữa ta. Đây, Heavy Ball đây. Rồi, tiếp theo là 5 Fast Ball. Nãy giờ làm cũng hơi mệt rồi đó. Rốt cuộc là chừng nào mới xong cái nhiệm vụ này đây. Giờ thì tới 5 level lớp ball. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đưa Snorlax của mình ra để chiến đấu một xíu ha. Lâu rồi chưa đưa Snorlax ra ngoài. Ôi trời. Ui, Garchomp đánh một phát Snorlax của mình còn có tẹo máu hả. Cắn vậy. Mình phải đưa tới Grimmsnarl của mình vô thôi. Trời đất ơi. Này thì ăn hiếp mấy bé đầu tiên của mình hả. Ăn hiếp đi, Grimmsnarl trả thù liền. Ghê gớm thiệt chứ. Snorlax lâu lâu mới ra trận mà bị quýnh sắp mặt luôn. Rồi giờ thì mình sẽ trở lại với công việc làm nhiệm vụ chế tạo bóng chứa của mình thôi. Giờ thì tới lớp ball nè. Rồi không biết tiếp theo là quả bóng gì đây. Mệt mỏi thiệt luôn á, làm nãy giờ chưa xong nữa. Cái nhiệm vụ này thì nó chỉ hơi mất thời gian chế tạo các thứ thôi, nhưng nó không quá khó đối với mình ha. Rồi. Và bây giờ thì... Ui, tôi có một vài việc cần làm ngay bây giờ với cái đống bóng chứa này. Trở lại với tôi sau khi mà tôi xong cái công việc hả? À, vậy là bây giờ nhiệm vụ của mình là đợi cho Kurt sẵn sàng thôi. Ui, chờ đợi là hạnh phúc à. Ok, được. Đợi thôi, giờ thì mình vẫn phải đợi nè. Tại vì mấy cái chuông của mình ấy tới thời điểm hiện tại nó vẫn chưa chịu sáng này. Không biết khi nào nó mới sáng rồi mình còn có cơ hội kiểu như là chinh phục em chim huyền thoại nữa nữa. Thôi ngủ giấc tiếp đi. Để coi biết đâu bất ngờ. Nhiều khi làm nhiệm vụ xong sáng lại hên á. À không hên lắm đâu. Thôi thì nếu như mà chim huyền thoại không chịu xuất hiện thì mình sẽ làm một cái công việc khác để giải khuây đi. Mình có một em Pokemon tên là Tyneon này. Ủa Sivali, nhầm Sivali. Hiện tại thì mình có khá là ít những cái đĩa ký ức cho các em này luôn. Và mình sẽ thử đi săn hết tất cả các đĩa ký ức để dành riêng cho Sivali ha. Khi mà em sở hữu tất cả các đĩa ký ức á, thì muốn thành hệ nào cũng được. Lúc đó thì rất là đa dụng trong chiến đấu luôn á. Gặp kèo nào cũng chơi được luôn. Hợp lý thật sự. Rồi giờ thì muốn tìm cái đĩa ký ức cho em này dễ nhất thì chắc mình phải qua cái thế giới Ultra Beast. Tại vì bên đó có rất là nhiều những cái Ultra Beast Jet á. Cái đó thì mình sẽ loot được đĩa ký ức rất là dễ luôn. Rồi, kế hoạch là vậy. Giờ thì mình sẽ cần có Necroma để tạo ra cái hố Ultra nè. Sau đó cởi ẻm đi vô luôn. Let's go Đi vô thôi. Liệu rằng bữa nay chúng ta có may mắn nhặt được những cái đĩa ký ức còn lại hay không đây. Mới qua đã có boss rồi. Lần này thì mình sẽ đưa Snorlax vô trả thù lại ha. Kèo này như nào đây. Lần này thì Snorlax gặp được đối thủ ngang tầm rồi nè. Phải vậy chứ. Chứ gặp Garchomp thì kiểu hơi quá sức. Và em boss này cho mình một cái được gọi là Macho Brace. Cái này thì giúp Pokemon mạnh hơn, nhưng mà đánh đổi lại là sẽ bị cắt giảm tốc độ trong chiến đấu hả. Được đó nhờ. Một cái beat chat đầu tiên. Đĩa ký ức. Ui, miếng Blaziken. Tới hồi nha, bữa nay tôi cần đĩa ký ức mà cho toàn là miếng Blaziken là tôi quạo đó. Đừng làm như vậy nha, tổn thương đấy. Mình hay cái vụ mà kiểu như tìm cái này mà có được cái kia ấy. Hy vọng là lần này sẽ có một chút khác biệt. Ôi, trời trời trời, biết chết mà trên đọt cây luôn này. Lậm luôn, đĩa kiết nha. Nữa, có điểm thiệt rồi. Bị làm sao rồi? Ba hồi thiệt chứ. Đừng nè, quá tam ba bận chứ lấy cái thứ ba lại ra miếng bled. Rồi. Không ra miếng bled nhưng mà nó ra nó ra viên đá Z. Thắng thằng à. Ôi xong rồi, chiếc này là mình nghi tới cuối buổi chắc không nổi 5 cái đĩa ký ức đâu. Úi, đây rồi, đây rồi. Một đĩa ký ức đầu tiên. Đây là đĩa ký ức hãy ma. À, bỏ vô liền. Phải vậy chứ. Đó. Giờ thấy đĩa ký ức hệ thép. Để vô luôn. Nhân phẩm mình đã trở lại rồi. Ít ra thì phải vậy chứ. Ừ, giờ thì tới một đĩa ký ức hệ đất. Đĩa ký ức hệ bắn. Cái này hình như mình có rồi thì phải. Chính xác rồi, cái này mình có rồi. Hồi nãy giờ mình loot nó trùng khá là nhiều ấy. Nhất là đĩa kỹ năng hệ ma ấy. Đừng có trùng nữa nha. Mệt mỏi lắm rồi. Đã tìm, đã mệt rồi mà còn bị trùng nữa. Giờ tới đĩa. À, đĩa kỹ năng. Ủa gì đĩa ký ức hệ bóng tối. Được, cho vô luôn. Ở dưới này còn có một cái Static Serene nữa nè. Thì ra ở dưới thế giới Ultra Beast cũng có những cái công trình bên thế giới thường của mình ha. Vậy thì có khi nào mình đi ở dưới này một hồi mình gặp được chỗ để chúng ta ghép những cái mảnh blade lại không? Ồ, cũng có thể lắm. Mấy cái ngôi đền như vậy nó còn xuất hiện cơ mà. Ôi được nha. Có thêm hy vọng rồi. Giờ thì lướt tiếp nào. Ồ, ở đây có em giống em ngựa lửa vậy ta. Ồ, chính xác luôn. Được. Lần này thì mình sẽ cho Sivali vô ha. Đây, Sivali nè. Mình sẽ lấy đĩa ký ức hệ nước đi. Cho Sivali. Đó, giờ thì vô chiến nào Sivali ơi. Rồi nha, Dynamax luôn nha. Ồ, Dynamax không nhờ. Ồ, Dynamax không biết nó có tính không nữa. Ui, Onita mạnh vậy. Đốt một phát, một đồng đội của mình đã bị gục rồi cơ. Không được, Sivali phải giúp đồng đội gánh tem thôi. Rồi, có vẻ là chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua Sivali. Ồ, Bonita thôi. Và thêm một đòn nữa. Ủa, trời, mình đánh vậy mà không có được quyền bắt à. Trời ơi, người ta đánh vậy đó mà không cho bắt. Không hiểu luôn. Giờ ở đây có em Pokemon gì á? Ui, em này hệ rồng với hệ đất. What? Thật á? Nhìn lạ vậy. Đây là boss tới tận 4 sao lận nha. Chắc phải đưa em này lại cái đĩa kiết hệ nước thôi. Rồi, vô nhá. Lần này không biết cầm em Sivali có đủ sức gánh tem hay không nè. Sợ em gánh tem không nổi là không có bắt được ấy. Tiếc lắm. Ui, em này có tên là Vibrava. Nhìn rất là lạ luôn á, như châu chấu vậy ấy. Rồi, vô. Để ba trước nè. Rồi luôn, chưa gì một đồng đội mình bị gục rồi. Quá ghê gớm. Em này hơi bị dữ nha. Rồi, đánh vỡ lớp phòng ngự của boss rồi. Liệu rằng chúng ta có gánh tem được hay không? Có cho bắt không nè? Ý, lần này thì cho bắt Vibrava rồi. Em này 4 sao hả? 4 sao thì chắc chỉ số cũng ok ấy. Nên mình sẽ thử dùng phát bon đi. Biết đâu bất ngờ. Ý, được nè. Một em Pokemon mình bắt được đầu tiên trong ngày. Coi thử. Vibrava. Ồ, em này lạ hoắc à. Không biết là em xuất hiện ở vùng nào nhờ. Em này thì thường sẽ xuất hiện ở vùng sa mạc. Ui, vậy mà tới bây giờ mình mới gặp em. Ui, mình có thể cưỡi và bay luôn nè. Em này nhỏ nhưng mà bay khá là nhanh luôn. Được thật sự ấy. Hơi bị bất ngờ nha. Chắc cần phải luyện cấp cho Sivali nhiều hơn thôi. Chứ bây giờ em dễ bị ăn hành quá. Đây, lần này thì đỡ nè. Thử coi, coi đánh dưới Numel có được hay không. Đây, nó mắt lên trước nhá. Tiếp tục tấn công nè. Ui, xí hộp, xí hộp. Tấn công lần 3 nè. Rồi. Hết Dynamax rồi. Hơi căng nha. Ui. Wow. Mới thấy lần đầu Sivali đánh boss mà ông bị ăn hành đấy. Được, được nha. Bắt đầu mạnh hơn. Mạnh dần rồi đó. Cố lên. Chúng ta cùng nhau săn thêm những đĩa kỹ năng mới nào. Ủa gì? Đĩa ký ức mới nào. Vô thử với đối thủ căng hơn nè. Đó chính là Garchomp. Xem coi có ăn thua hay không. Ồ, có vẻ là Sivali không trụ nổi thêm một hit rồi. Nhưng mà đánh một cái Garchomp nữa, cái máu là cũng hay rồi đó. Gigantamax lên nha. Lâu rồi chúng ta mới thấy lại hình dạng của Charizard. Gigantamax nè. Và vuốt rồng. Sống liền. Để coi coi. Lại là kẹo. Bây giờ mình đánh boss, đồ nó bắt đầu rơi ra kiểu bị ít dần rồi đấy. Lâu lâu thì được vài em rơi ra mấy cái quả bóng xịn ha. Nhưng mà hiếm lắm. A few moments later. Vừa đánh Blaziken xong thì gần đây xuất hiện một em Blaziken luôn à. Ừ, vậy thì tốt quá. Để mình bắt em luôn. Rồi kéo rỉa xong thì cho em vô bóng chứa liền. Ultra Ball đi. Tầm này thì chắc Ultra Ball là hợp lý rồi. Với lại mấy bữa nay mình bắt bằng Ultra Ball hên lắm. Đó. Được luôn này. Quá đã. Vậy là bây giờ chúng ta đã có Blaziken về đội rồi. Tiệc cứu mèo nha. Và viên Mega vừa có được mình sẽ cho em liền ha. Để có gì Blaziken còn tiến hóa Mega đồ chứ. Đây, Mega đi cưng. Rồi, cưỡi ẻm đi săn thêm mấy cái Beast Jet nào ha. Đó, quá là dữ luôn. Tiếp tục. Ấy, hên hơn liền nè. Ồ, nhưng mà bị trùng mất rồi. Không hên lắm đâu nha. Ôi, ở đây mình gặp em chim màu hồng này. Em này không bắt là không được. Vô bé. Mình cần 2 Sorus để phone sweep cái bé này trước đã. Trời ơi, thành viên mới trong đội hình màu hồng của mình. Ồ, cái em này thấy vậy thôi mà không dễ bắt tí nào đâu. Mình tung Ultra Ball nãy giờ mà không được này. Và tới lần này thì mới chịu. Rồi coi thử nào. Em tên là Houndour. Mình kêu tắt là em chim đi. Em chim này đây là dạng... Ồ, cái này là dạng shiny thôi hả? Chứ không phải là dạng màu hồng hả? Ồ, nhưng mà em màu hồng thì mình cũng cho vô đội hình à. Đây. Ôi nhưng mà... Ồ, cái này nó hơi ngã sang màu tím sen rồi. Ủa sao nãy mình thấy giống màu hồng lắm mà ta. Bên đây có nhà của Thơ Ren à. Ồ, chính xác rồi. Có cả rương nữa này. Ui, nhưng mà lần này là rương khóa nha. Để mình mở thử. Ui. Thôi xong rồi. Ý, lần này thì mở được rồi nha. Ủa? Ôi biết vậy nãy mình dùng cái chìa khóa đá là được rồi. Cái này là ổ khóa đá nè. Trời ơi, nhưng mà không sao. Kỹ thuật bẻ khóa của mình đã lên trình. Rồi, và trong này sẽ cho mình thêm một cái chuông triệu hồi Ho-Oh. Ồ, được này. Một cái vòng bằng ngọc lục bảo. Đồ bẻ khóa. Đồng xu. À, đồng xu này được. Để một xíu mình đi tìm mấy cái giếng á. Mình đi ướt ha. Mình ướt để coi bây giờ ướt cái gì nhờ. Trên đường đi tìm chắc mình sẽ nghĩ ra mình cần ướt cái gì ha. Nữa. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi mình gặp Duraludon đấy. Cày thế nhờ. Vô đấm Duraludon luôn. Wow ơi. Vô. Đấm Duraludon nào. Ơ Shifu. Này thì Duraludon nè. Em có thôi đi không? Hãy xuất hiện ở dạng thường đi. Đừng là boss nữa. Chứ không thôi là gặp. Mỗi lần gặp là tiếc gì đâu. Tiếc ấy. Thôi chịu đi. Mình nhỏ thì chấp nhận số phận chứ biết làm sao giờ. Ủa ở đây là em Pokemon gì nữa? Explore. Em này có tên là Explore. chắc bắt luôn đi nhờ. Nhưng mà mình sẽ chiến đấu trước cái đã. Đây, hai em Pokemon bem nhau đây. Tiếp tục. Có nên Mega cho Blaziken cái không nhờ? Được, được. Cho Blaziken Mega cái đi. Cái rỉa cho mau ha. Ồ, nhưng mà đánh nhẹ nhẹ thôi nha cưng. Đừng đánh một phát cái em này đi luôn là không có bắt được đấy. Đó, cái rỉa tốt hơn rồi nè. Thêm một cái nữa đi. Rồi, được rồi, được rồi. Giờ thì chúng ta tung bóng chứa và bắt em này thôi. Thôi nào, về đợi anh đi nào cưng. Hơi bị lì rồi đấy. Đó, giờ mới chịu. Trời, còn cho mình cái cọng gì giống cọng hành vậy. Cái này thiệt nè. Cái này cho Farfetch nè. Mình có Farfetch chưa ta? Farfetch. À, hình như mình chưa có Farfetch. Mình chỉ mới có Surfetch thôi. Không biết có dùng cho Surfetch được hay không nữa. Nhưng mà cái này sẽ tăng cái tỷ lệ chí mạng cho Farfetch đấy. Cũng đã một ngày rồi. Mình đi khám phá các thứ trở về. Nhưng mà Kurt vẫn chưa giao nhiệm vụ lại cho mình là sao ta? Rồi cái nhiệm vụ này khi nào Kurt mới kêu mình làm tiếp nè. Ồ, mình vừa tò mò mà vừa kiểu như nghi ngờ nha. Có nào bịp không vậy? Hơi hoang mang nhẹ đấy. Rồi và mình về đúng lúc trời tối luôn. Lần này thì mình có thêm một cái chuông để triệu hồi Ho-Oh nữa. Hy vọng rằng những cái chuông, nhất là cái chuông màu xanh này nè, mau mà phát sáng đi, để người ta đợi hoài. Mệt mỏi treo ngoài này luôn. Cái chuông vàng triệu hồi Ho-Oh mình sẽ treo ở dưới. Đó, chuyện tâm linh không đùa được đâu á. Rồi, ngủ đi chứ biết sao giờ. Hy vọng là ngày mai sẽ là một ngày may mắn của mình ha. Tại lần trước á, mình ngủ một giấc là chuông vàng đã kêu rồi. Ui, kêu rồi. Ô, kiểu như chuông vàng là cái chuông may mắn của mình hay sao ấy. Đặt chuông vàng vô một cái là ba cái chuông ở trên cũng phát sáng chung rồi kìa. Ý, có khi nào một xíu sẽ triệu hồi ra một lượt 4 em chim không? Rồi 4 em chim tôi bắt không hết đâu. 2 em được rồi, một em Ho-Oh với một em mới thôi là hợp lý ha. Rồi để cái ghế đây ngồi đợi nào. 2000 years later. Ui. Con đuôi vậy. Ôi, quá trời chim luôn này. Ủa vậy mình đang đánh với chim nào vậy? Ủa, à em này à? Phải không? Nhiều chim quá. Thôi mà cứ đánh trước đi ha. Trời đất ơi. Lụm thôi, lụm. Không biết em đó đâu nữa. Ui, đâu mất tiêu rồi. Ui, bay mất rồi. Ui không, em chim này bự nè, bắt em chim bự đi. Em chim to đùng luôn. Bay cao vậy. Mình không có cọng dây, phải có cọng dây mình buộc mấy em chim này lại kẻo đi mất đấy. Đáp xuống nào, đáp xuống nào. Em katana, mình cần katana. Ừ. Ui trời, đáp ngay cây xương rồng nữa mới chịu ấy chứ. Ui, khiêu chiến thành công. Rồi, kéo rỉa báo thôi. Em chim huyền thoại này có tên là Lugia ha. Wow, đợi em này hơi bị lâu rồi đấy. Cho nên là nhanh chóng về đội anh nha bé. Để chúng ta cùng Ho-Oh sát cánh bên nhau. Đi quẩy các thứ đồ. Nghe là đã hấp dẫn rồi. Và với em này thì mình sẽ thử dùng Ultra Ball tương tự với Ho-Oh coi coi có được hay không ha. Đây rồi. Cuối cùng thì mình cũng bắt được Lugia rồi á. Wow, vậy là chúng ta đã sở hữu bộ đôi Ho-Oh và Lugia rồi. Quá tuyệt vời luôn. Và ngắm cái em Lugia một cái nào. Ta-da. Xịn nha, xịn nha. Và về hình dạng thì Lugia sẽ có... Ủa sao mà không có hình dạng được ta? Ui. Ủa vì sao vậy? Mình không có thông tin em này được. Ủa sao kỳ vậy? Bị lắc game rồi. Mình không coi thông tin của Lugia được này. Ủa gì kỳ á? Ủa gì là mình vẫn bắt được em Lugia. Nhưng mà cái vấn đề là hai cái chuông này dưới lại một cái chuông ở dưới vẫn còn y nguyên là sao? Chấm hỏi game. Rồi cái Pokédex của mình thì mình coi thông tin cái em Lugia không được. Cay thế nhờ. Bị làm sao rồi. Nhưng mà hơn là ít ra mình vẫn bắt được Lugia á. Chỉ có điều là mình không coi được những cái hình dạng cũng như là một vài cái thứ khác của em thôi. Khá là khó chịu nha. Nhưng mà mình cưỡi Lugia vẫn bay được bình thường nè. Ồ, thế mới ảo ấy chứ. Chấm hỏi luôn. Bữa nay mới có được Lugia cái tự nhiên sung sung với ta. Đi kiếm cái hội quán đi thử sức nhờ. Để coi coi bộ đôi Lugia và Ho-Oh kết hợp sẽ trông như thế nào ha. Ủa và đây là... Ồ, đây là... Em thỏ nè, em thỏ lửa. Ý, được, vô. Cơ hội để chúng ta bắt ẻm này. Cố lên. Ôi, đây là Scorbunny á. Cái em này là mình bắt hụt rất là nhiều lần rồi này. Hy vọng lần này sẽ không hụt ẻm nữa. Ui, Lugia one shot rồi. Chỉ với một đòn thôi là Lugia đã đánh bại Scorbunny. Ôi, nhưng mà không cho mình bắt. Và trên núi ban ngày thì có rất là nhiều em Charmander nha. Nhưng mà tiếc hai em này không có em nào là shiny hết. Phải có shiny thì hay biết mấy. Vì khi mà Charmander tiến hóa lên thành Charizard mà shiny nữa thì sẽ có nước da ngâm ngâm đen đen, nhìn rất là mạnh mẽ luôn á. Hơi bị dữ á nha. Cưỡi Lugia đi một lúc mình gặp có cái giếng đây nè. À, đồng xu đâu? À, hồi nãy mình vứt ở đâu á nha. Đây. Tới công chuyện, cho gì đây? Một cái cúp kim cương. Ôi, nhưng mà nó cho dòng tăng kinh nghiệm. Cho thứ gì xịn hơn đi. Một quyển sách. Cái gì? Loại bỏ tất cả các loại sát thương luôn hả? Thiệt không? Phải không vậy? Thử coi. Ủa? Hay là mình dịch nhầm ta? Ui dồi, tán phát muốn liệm luôn. Loại bỏ cái gì? Mèn đét ơi. Rồi, tiếp tục. Thêm một đồng xu nữa. Vứt đồng xu này xuống dưới có gì không? Ôi trời, vứt mất luôn rồi. Bởi vì nhiều khi mình không nên tin tưởng vào khả năng dịch tiếng Anh của mình lắm nha. Ở dưới này có em Colossal. Wow. Em này là dạng tiến hóa của Rolycoly á. Mà mình chưa có luôn. Được. Mình sẽ bắt em này. Rồi, kéo đĩa máu trước ha. Giờ rồi, sau đó thì... bắt thôi. Uầy, tính ra Lugia dùng để kéo rỉa máu các Pokemon khác cũng hợp lý lắm á. Rồi, lần này thì khỏi kháng cự nha cưng. Không biết là em này có dạng Gigantamax hay đồ các thứ không ta? Ô, có dạng Gigantamax luôn. Ui, được nha. Thêm một em có thể Gigantamax về đội của mình rồi. Quá đã luôn. Và phía bên này thì còn có được một em bot trắng đá nè. Chưa, để mình bay qua đó coi. Đâu rồi, mới thấy đây mà. Ủa đâu rồi? Hồi nãy có gần mình thấy một em rắn đá ngoài này mà. Trời. Còn đây là ngôi đền gì đây? Đây là ngôi đền lửa. Đây là Fairy Serene. Ngôi đền để mình gắn cái ộp kết hợp với viên đá lửa đấy. Ui, mình tìm ra được nó rồi. Vậy là mới mốt mình có thể làm được cái nhiệm vụ Fairy Fly này rồi nè. Hay nha. Đây là em rắn đá sao? Ôi, hồi nãy mình bỏ lỡ một em boss rắn đá. Bây giờ gặp em trong cái chỗ đánh boss luôn. Và mình sẽ thử cho Lugia vô chiến đấu nè. Được, mình sẽ Dynamax cho Lugia. Và tấn công đòn đầu tiên này. Kéo đĩa được bao nhiêu máu đây? Nửa cây máu chứ không ít đâu. Đòn kết liễu để mình. Đây nè, đón nhận đi Steelix. Đó. Rồi, Và ui, mình học được một kỹ năng mới nè, tấn công trên không. Ôi, nhưng lại không cho mình bắt kìa. Ủa gì kỳ vậy? Tấn công phát nào là chất lượng phát đó mà không cho mình bắt. Kỳ cục thiệt. Ủa đằng này có em boss gì mà khủng khiếp vậy? Aron. Ui, đây là Aron boss đó hả? Nhìn thấy ghê hả? Để mình kêu Ho-Oh vô đánh cho đỡ sợ một xíu ha. Vô. Để coi coi như thế nào đây. Sợi. Nướng một phát một là nửa cây liền. Và nướng thêm một cái nữa nha. Chính Aron luôn. Nướng chính Aron rồi. Lần này thì mình lại được thêm một cái XP share nữa. Cái gì chứ cho mình XP share mình khoái lắm. Đằng này thì còn có Lairon, là dạng chưa tiến hóa của Aron á. Hợp lý thế ta. Vô vô bắt Lairon luôn. Kéo rỉa máu trước một cái nè. Ui, một phát ăn luôn kìa. Cầm Lugia hên thiệt sự ấy. Đem ra ngoài trước để cho ẻm viên Mega ha. Rồi, sẽ có dịp mình sẽ cho Lairon tiến hóa sao. Gần đây lại xuất hiện thêm một em Pokemon Me Tan, là dạng chưa tiến hóa của Metagross đó. Rồi, lần này thì Me Tan đã chịu về đội của mình rồi. Cùng lúc đó, Lairon cũng đã tiến hóa. Ý, tuyệt vời nha. Vậy là kể từ bây giờ mình đã có được Aron và dạng tiến hóa Mega của em luôn. Đây, Mega đi. Ten ten ten. Đó. Quá là xịn luôn. Rồi, ẻm Mega lên một phát tăng sắc, tăng chỉ số tấn công quá trời kìa. Dữ dần thì có, đã vậy còn ngầu nữa. Hôm nay đi có một tí tẹo thôi. Ở cái vùng Misa này mà chúng ta có cả đống thành viên cộng cán về đội á. Được, bỏ mấy em này riêng ra một góc mới được. Để mà mốt mình còn biết mà cho tiến hóa đồ. Rồi, giờ thì chắc đi về thôi. Ừ, nhưng mà khoan, Aron không có biết bay. Mình cưỡi Lugia bay về cho nó nhanh. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp của mình. Bye bye.